Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con LG V50 và cái con G8. Thì em thấy hai con này là hai con mà được anh em LG dùng rất là nhiều, và các thương gia cũng bán được hai con này rất là nhiều. Cũng cơ bản là vì cái giá của nó rất là rẻ và cái cấu hình của nó cũng rất là ổn luôn. À, nếu mà với mức giá tầm 4-5 triệu hiện tại bây giờ mà mua được cái con LG V50 và cái con G8 với cái cấu hình 855 và cái RAM 6GB ấy, thì đang là cái lựa chọn rất là lớn. À, em thấy là khó có thể tìm được ở mức giá đấy hai con mà cấu hình mạnh như này, và hơn nữa thì nó cũng có rất nhiều cái chức năng khác nữa để anh em trải nghiệm, nhất là về âm thanh này các bạn, và cái camera của nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Thì tuy nhiên mà em sẽ không nói về tất cả những vấn đề đó, và em chỉ có quan tâm nói về vấn đề pin của hai con này. À, sau cái thời gian nó ra đời như thế và đến hiện tại bây giờ thì nó còn sử dụng được như thế nào? À, tại vì cái con V50 này này em đã sử dụng nó tầm khoảng được nửa tháng nay rồi, thì em cũng mua lại của một người trong hội thôi. À, cho nên là nó sẽ rất là thực tế và nó khách quan. À, thứ nhất là vì cái con V50 này nó là còn nguyên zin nhé. Cái con G8 này thì không nói, con G8 này thì em tháo ra mấy lần rồi, và con G8 em sử dụng rất là lâu rồi, em sử dụng nó 3-4 tháng rồi ấy. Còn cái con V50 thì em mới sử dụng được khoảng 2-3 tuần này thôi. Thì trước tiên em muốn khẳng định với bác là cái con V50 này nó còn nguyên zin luôn và nó chưa bị thay thế cái linh kiện gì cả. Thì anh em mà mua cái máy, giả sử như mua con máy V50 hoặc con máy G8 này thôi, về là đa số là mua máy cũ thôi, cho nên anh em cũng quan tâm rất nhiều về vấn đề pin ấy. Thì đa số anh em toàn nhắn tin hỏi em là pin như này có được không, rồi sạc sao nó lâu thế. Thì cái sử dụng pin ấy, hôm nay em muốn sâu cho các bác là sử dụng pin con này nó đang như thế nào thôi. Thì trước tiên các bác cũng cứ kiểm tra cái số lần sạc pin của nó đi, sao thăng 5 4 6 3 6 8, thăng sao 500. Đó, các bác vào phần SCV menu đó, các bác vào phần test pin thôi. Thì đây các bác có thể thấy này, cái petapin cycle của em này nó là số 5, có nghĩa là theo lý thuyết là nó sạc được 5 lần rồi. Thì em muốn nói lại với các bác nhé, là cái số lần sạc này nó chỉ để tham khảo thôi và nó hoàn toàn không chính xác một chút nào luôn. Tại vì cái con V50 này ngày nào em cũng cắm sạc qua đêm ấy, cắm sạc qua đêm luôn nhé. Có nghĩa là cứ tối có nó còn khoảng 90% nữa là em cắm sạc. Đây, ví dụ bây giờ nó đang còn 9% nữa này. Đấy là em cứ cắm sạc vào đấy, xong rồi để đến sáng mai là nó sẽ lên đến 100%. Đấy, và em dùng cái dây tự ngắt ấy, cho nên là nó cũng có một chút sạc nhồi vào đấy nữa. Nó không phải sạc nhồi mà là nó đến đầy 100%, già một tí nó mới tự ngắt ấy. Đấy, chứ là không còn một chút dòng điện vào cái máy này nữa thì nó mới tự ngắt. Cho nên là cái sạc của phía là cái sạc cho cái con V50 này nó phải sạc rất là no luôn đấy. Cho nên là các bác đừng tin vào cái số lần sạc nhé. Ông nào bán mà bảo là cái số lần sạc này còn ít ấy, thì không nên tin nhé. Vì cái số lần sạc này các bác cắt đi lại nó cũng hết thôi. Em muốn nói lại nữa cho bác biết như thế thôi. Còn đây các bác vào phần cái này kiểm tra, thì đây, đây là cái số giờ nó bật nguồn lên đây. Đầu tiên này, đấy, mấy cái này thì không quan trọng đâu. Các bác quan trọng là cái phần cuối cùng này này. Cái dung lượng full của nó đây này là 390 này, thì con này pin nó là 4000. Thì đấy, các bác có thể thôi nhá, dựa vào cái số này để các bác xác định được là cái máy các bác đã chai một ít rồi. Đấy, như máy em đã chai một ít rồi. Đó. Thì cái thông số này cũng chỉ để tham khảo thôi nhá. Thì đương nhiên là tất cả các phần mềm nó đều có xác suất sai số của nó, cho nên các bác không thể là mà bảo là cái phần mềm này đúng, phần mềm kia sai được. Thì các bác cứ tải rất nhiều phần mềm, như em có một clip về nói về pin này đấy, các bác cứ tải nhiều phần mềm để các bác thử nghiệm thôi. Tuy nhiên là các bác muốn biết được pin mình còn tốt hay không ấy, thì các bác phải dùng và các bác phải kiểm tra nó trong vòng mấy ngày gì đó thì các bác mới biết được là pin của mình đang như nào. Thì đây em đã dùng được khoảng 3 tuần rồi. Thì em sẽ show cho các bác pin ngày hôm nay em sẽ dùng như thế này. Đây, các bác vào phần pin này. Đó. Thì các ứng dụng em sử dụng ngay trong ngày hôm nay này, cái Liên Quân này, đây các bác thấy này, em có cái Liên Quân này này,
thì hôm nay không sử dụng một chút nào liên quân nhé, coi là không hề vào cái liên quân này một tí nào, nhưng mà không hiểu sao là nó vẫn có cái 26% của liên quân nó chiếm dụng ở đây. Hôm nay chỉ sử dụng có Messenger này, Facebook này, và YouTube đấy, và Zalo nữa, mà không hiểu tao sao Zalo nó lại không có ở đây. Em sử dụng hôm nay sử dụng Zalo rất rất là nhiều, sử dụng Zalo là chủ yếu mà, sử dụng Zalo rất là nhiều, chứ không sử dụng cái liên quân này. Có Messenger, có Facebook, có máy ảnh đấy, có Zalo, nhưng mà không hiểu sao tại sao không có Zalo ở đây mà lại có liên quân ở đây. Thì em muốn nói với các bác là cái chỗ thống kê của cái máy này, những cái ứng dụng ở đây này, nó cũng chẳng chính xác đâu, cho nên các bác sâu này lên nhiều khi là cũng không phải là đúng nhé. Đây, đặc biệt là vì hôm nay em không sử dụng một chút nào liên quân cả, nhưng mà nó vẫn có ở đây, thì em không hiểu là máy nó thống kê như nào, thì cho nên là các bác cũng đừng dựa vào cái này quá nhé. Đây, mà các bác hãy dựa vào cái phần cách sử dụng pin này. Đấy, các bác nhấn vào đây, thì đây các bác có thể thấy này, 100% sáng em dậy 7 giờ thì rút sạc ra nó là 100%, và bây giờ là 9 giờ rồi đó, 9 giờ đêm, 9 giờ tối thì nó còn khoảng 9% nữa đó, thì đây nó sử dụng được 4 giờ 4 giờ 45 phút đó, 4 giờ 45 phút nhé, thì có nghĩa là chỉ được gần 5 giờ thôi, nếu mà sử dụng hết cái 9% này thì cũng chỉ đến 5 giờ thôi. Và trong khi đó là em để cái độ sáng màn hình là lúc nào cũng là khoảng 50-51%. Đây, như ngày hôm nay em để là 51% nhé, 50%, không không hề để cái chế độ tự động nhé, không bật Bluetooth nhé, đó, chỉ để loa này, không bật dữ liệu luôn nhé, không dùng dữ liệu nhé, các bác thấy là em không dùng dữ liệu và chỉ dùng wifi thôi, chỉ dùng wifi thôi nhé. Nếu như các bác dùng dữ liệu 4G thì chắc chắn các bác sẽ nó còn sử dụng được ít hơn cái này nữa đó, cho nên là hôm nay em hoàn toàn sử dụng wifi này, để cái độ sáng là 51% này, và chỉ sử dụng có Facebook, Messenger, máy ảnh, YouTube và Zalo. Đấy, bốn cái lên chủ yếu, không vào mạng luôn. À quên, không không vào web luôn. Đó. Cho nên là các bác nói rõ cho bác biết là như thế. Đấy, và đây, cái máy của em đang để ở cái độ phân giải là như thế nào nữa. Này, cho các bác biết. Đây này. Đây này. Đây, các bác thấy thấy cái độ phân giải không? Em chỉ để cái Full HD thôi nhá, không không để 4K đâu, à không để 2K đâu. Cho nên là nhiều khi là các bác bảo là để xuống Full HD nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Thì đấy, để cho các biết được là con máy nó 2 3 năm rồi, nó không thể là pin nó còn ngon như thể là lúc nó mới 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 ra mắt được. Cho nên là nhiều khi các bác đến thời điểm này các bác mua con máy V50 hoặc G8 bây giờ ấy, thì pin nó chỉ tầm này thôi, nó tầm 4 giờ đến đến 6 giờ thôi. Đấy, ví dụ con nào yếu nữa thì nó chỉ thường 4 giờ thôi. Đấy là em không chơi game nhé. Nếu như các bác nào chơi game chắc là chỉ được 3 giờ thôi. Đấy. Cho nên là các bác đến thời điểm này nhé, các bác mua con máy V50 hoặc là con G8 ấy, thì pin của nó chỉ được khoảng từ 4 đến 6 giờ là căng thôi. Con nào mà đẹp nhất thì là được 6 giờ. Đấy, con G8 này nó còn yếu hơn nữa các bạn ạ. Con G8 này nó pin nó còn yếu hơn nữa, nó chỉ được khoảng, như em dùng nó trong vòng 3-4 tháng rồi ấy, thì con G8 nó chỉ được khoảng 4 đến 5 giờ là căng thôi. Đấy, cho nên là các bác nào bảo là sử dụng được pin một ngày hay không ấy, thì em không hiểu là một ngày của các bác là sử dụng cái này bao lâu ấy, thì cái sử dụng đó là tùy của mỗi bác. Các bác nào ngày các bác chỉ mang ra xem điện thoại, xem đồng hồ không thì chắc chắn phải được 3 ngày. Nhưng mà các bác nào sử dụng liên tục như em chẳng hạn, sử dụng công việc trên cái điện thoại là nhiều ấy, thì một ngày chắc chắn là con này không đủ. Một ngày nhá. Một ngày em làm việc 8 tiếng thì 8 tiếng đấy sử dụng điện thoại gần như liên tục, cho nên là gần như là không đủ. Đấy. Chỉ tại vì con này nếu mà sử dụng như tác vụ thông thường nó chỉ được khoảng 5 tiếng thôi mà. 5 tiếng thì chắc chắn là một ngày của em là không đủ rồi, trong khi đó về nhà cũng không cũng cũng phải sử dụng nữa cơ mà. Cho nên là cái câu hỏi của các bác là pin thời điểm này của con V50 hoặc con G8 nó còn tốt hay không ấy, thì em trả lời các bác là nó chỉ còn ở mức trung bình thôi, nó không thể sử dụng đủ trong một ngày đâu. Các bác nào kiếm được con tốt ấy, thì nó mới mới được khoảng 6 7 giờ thôi đó. Nhưng mà em nghĩ thế này này, một cái con máy mà nó ra đời cách đây 2 3 năm rồi mà pin nó còn tốt ấy, thì đa số em thấy có thể là bị thay pin rồi, chứ
Không ai mua một con máy về 2 3 năm rồi mà về mà chỉ có để không này thôi, để không để trưng bày này thôi, họ phải sử dụng chứ. Mặc dù kể cả họ không sử dụng đi nữa thì pin cũng dần dần nó cũng phải hao hụt đi đấy. Cho nên là các bác về vấn đề pin của hai con này, các bác xác định rõ là như thế nhé, nó không còn tốt được nữa đâu đấy, chắc chắn là điều như thế, nó không còn tốt được quá nữa đâu. Cho nên là các bác đừng nghĩ là mua con máy hiện tại, hai con máy này về, mặc dù là thương gia có thể là bảo là 99% đấy, nhưng mà có thể là nó vẫn có xước là một, và cái nhất là cái pin của nó là không còn ổn nữa đâu đấy. Như cái máy của em bây giờ là pin nó chỉ còn khoảng 5 giờ nữa thôi, dùng những cái tác dụng bình thường để bộ độ sáng là trung bình đấy, và độ phân giải là HD, Full HD thôi đấy, cho các bác biết hiểu rõ như thế nhé. Pin hai con này nó đã khá là xuống rồi, cho nên là các bác mua hai cái máy này thì cũng nên xác định như thế đi. Và vấn đề nữa ấy, là các bác bảo là máy, nhiều khi các bác mua về các bác bảo máy là máy máy của em nó sạc chậm lắm, nhưng mà các bác phải 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 hiểu được là pin nó sạc nhanh hay chậm ấy, nó tùy thuộc vào cái củ sạc này đấy, củ sạc có sạc nhanh hay không, củ sạc xịn hay không đấy, và cái dây sạc nữa đấy. Cái dây sạc thì nó có là cái dây sạc sạc tốt hay không đấy, và nhất nữa là cái phần tiếp xúc, dù cho hai cái đấy nó ngon rồi nhá, mà cái phần tiếp xúc ở đây này nó xấu ấy, nó bẩn ấy, thì nó vẫn vào chậm nhá. Đây ví dụ như các bác có cái dây sạc ngon rồi thì nếu như cái này bẩn thì nó vẫn có thể sạc chậm nhá. Cho nên là các bác ấy hãy vệ sinh nó bằng cái bàn chải này đấy, các bác đánh đi. À, các bác dùng RB7 hoặc là cồn được đánh đi. Em có một clip mà hướng dẫn các bác vệ sinh rồi đấy, thì các bác cái này các bác phải thường xuyên đánh đi nhé, chứ không phải là tại vì người ta mua, những người nhiều người dùng ấy, người ta dùng máy người ta đâu có biết vệ sinh cái này đâu, người ta chỉ có sử dụng thế thôi. À, sau bao năm người ta sử dụng thì nó rất là bẩn đấy, và nhiều khi nó còn bị rỉ sét nữa cơ. Cho nên là cái vấn đề mà sạc chậm quá ấy, thì các bác nên vệ sinh trước đã, rồi các bác hãng 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 tìm hiểu nguyên nhân khác đấy. Chắc chắn phải vệ sinh trước, nó phải, các bác phải bảo đảm là cái cổng này nó phải rất là sạch, và những cái đầu sạc này nó cũng phải rất là sạch nữa đấy. Cái đầu sạc này các cũng 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 thể vệ sinh bằng cái này được mà đấy. Cho nên các bác cứ xịt thẳng với RB7 vào cái đầu sạc này là ok hết. Còn cái này đừng xịt vội vào đây nha, mà xịt cái vào bàn chải các bác đánh đấy. Các bác phải xác định rõ là cái này phải sạch, cái này phải sạch đấy, và dây phải tốt. Đây như em có cái dây anker đây, dây phải tốt nhé, dây phải tốt, và cái củ sạc ấy là phải củ sạc tốt thì nó mới bảo đảm được cái việc mà sạc nó ổn. Chứ bảo là cứ bảo cứ mua mới mua về nó bảo là mà em sạc chậm lắm em chẳng biết thế nào, thì trước tiên thì nhiều khi là hỏi em cũng không thể biết được. Cho nên là các bác cái kinh nghiệm về cái pin của em là các bác lên làm như vậy nhé. Rồi ok, đấy là vấn đề pin thôi. Còn sau này em sẽ làm một số clip mà một số cái mẹo nhỏ cho cái LG này nữa. Rồi ok, chào các bác nhé.